Dạ, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Thì trong cái clip trước em quay những cây bông trang thái lá nhỏ đủ màu, thì cô giáo có đặt em các bông trang màu trắng, trang lá hẹ hay còn gọi là trang kim, với trang màu vàng nghệ. Thì chị đặt là dưới màu tím sen nữa, là bốn loại, là bốn cây. Thì chị nói những cái cây ngay trong những cái phút ở trên cái clip trước thì em đã lựa ra cho chị ạ. Đây ạ, đây là cái cây thoát thân cao lên một gốc và màu trắng. Cây thứ nhất ạ. Em sẽ chọn lựa ra để riêng ở đây cho chị ạ. Rồi tiếp theo là cây trang lá hẹ. Đây ạ. Cái trang lá hẹ thân một cốt. Dạ đây. Một cốt thẳng rất là đẹp ạ. Đều là một cốt hết ạ. Để nha, em chọn cây ở ngay cái phút chị yêu cầu. Cái dáng của ảnh sẽ một cốt và thẳng cái cốt. Và một cây màu tím sen. Cây màu tím sen mà đang nụ ạ. Chị lựa cái cây đang nụ thì hôm qua ảnh nè. Cái nụ hoa ảnh rộ. Đây ạ. Đây là cây tím sen ngang qua cái nụ nở rộ đây ạ. Rồi. Đây là cái cây tím sen nở rộ ạ. Rồi, em chọn cây màu tím sen. Rồi tới cái cây màu vàng ạ. Màu trắng với màu tím sen rồi nha chị, được hai cây ạ. Tiếp theo là cây màu vàng nghệ dưới một cây cây lá hẹ. Màu vàng nghệ có bông to đùng ở phút thứ hai trên đó. Đây là cái bông mà cây to đùng ở phút thứ mà em nói là cái cánh hoa ảnh có hơi sọc sọc đây ạ. Đó, ngày hôm qua em giới thiệu cái cánh hoa có sọc sọc ấy là chính xác là cái này ạ. Cái này một cốt ạ, một cốt nha chị. Và một cây cuối cùng em sẽ chọn tiếp là cây màu cây trang lá hẹ. Trang lá hẹ nguyên cái lô lá hẹ nằm ở
Đây, nguyên cái lô lá hẹ mùa. Cây này ảnh chưa có bông, nhưng mà cái cốt của ảnh rất là đẹp. Cây này cái cốt thẳng nè chị. Cái cốt ảnh thẳng ngày hôm qua ngay cái phút qua. Cây thứ ba là cây trang trắng, trang trắng một cốt, ảnh thoát thân lên cao lẹ hai gang tay. Cây thứ ba là cây màu cúng sen, cúng sen nè, tất cả đều là một cốt ạ. Cây này thì cao cũng hai gang tay là bốn tấc. Dạ rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video em review cái quá trình em trộn bông để giao cho khách. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh YouTube bên em.